Hello, xin chào tất cả anh em. Một trong những dị tùng đã tạm thời có thể gã đầu bàn giới thiệu là đã có chủ nhé. Nếu như kèo này không bể thì chắc chắn là cụ sẽ bay. Bởi vì sao các bạn nhìn này, nó mỏng dính luôn, đăng lên phây cái mất luôn, anh em thấy không? Đây là một trong những cái cành nhỏ thôi, đường kính nó cực lớn nhưng nó mỏng dính, nó dẹp mỏng dính luôn. Tất cả các cái tay của nó đều như thế nhá anh em nhé. Đây, cho anh em xem tay chính của nó này, tay chốt của nó này, anh em thấy không? Tay chốt của nó đây, khoảng 50 mà nó vẹt mỏng dính ra này, anh em nhìn này, thấy không? Mỏng dính. Gã đầu bạc có thể nói đây là một dị mộc chứ không phải là chuyện thường. Người sở hữu cây này các bạn biết rồi đúng không? Đi liền với một bức ảnh. Nhưng mà chỉ sợ kèo này nó bị bể. Kèo này nó sẽ bị bể. Nó sẽ bị bể mất. Bởi vì có thể là sẽ phải đánh tháo luôn đấy. Em mà ra đi, cụ mà ra đi thì chắc là nó cũng không còn. Niềm đam mê nó sẽ tụt dần anh em ạ. Từ bé giờ chưa bao giờ gặp một cây tùng như này cả. Chú đây. Một 9403 à? Sao anh ấy hỏi cây con mà lại hỏi cây con đấy? Cháu cứ báo ok anh em thấy không? Một trong những dị mộc đã chuẩn bị lên đường. Kèo thì chốt rồi nhưng mà chỉ sợ bể kèo anh em. Thông thường thì những người chơi cây cảnh, người ta uy tín, người ta không đánh tháo, không đánh tháo bao giờ cả. Nói là làm. Thế nhưng mà nói thật với các bạn là một ngày chủ nhật rất chi là vui. Vui ở cái là cái sự đam mê cũng như là cái công việc ấy, nó đi liền với cả cuộc sống luôn. Đấy, đứng ra xa cho anh em xem tổng thể nhé. Nó gọi là một trong những cây tùng mà dị nhất ở Việt Nam thì là đương nhiên rồi. Như ở Nhật Bản thì chắc là cũng không có những cái cây như này đâu anh em. Chia sẻ với anh em một chút. Đấy, anh em thấy không, nó vẹt mỏng dính luôn nhé. Đường kính là 50, cái tay chốt của nó là 50 mà nó mỏng dính chỉ khoảng 10 phân như này. Tất cả các cành nha các bạn nhé, tất cả các cành ở trên cái cây đó đều như thế. Và cái thân của nó cũng vẹt luôn. Đấy, anh em nhìn. Cũng không phải to cao như những cây tùng khác. Thế nhưng mà cái giá trị lùn lực của một cây tùng dị như thế thì phải nói là chia sẻ với mọi người rất quý. Kèo thì đã chốt rồi nhưng mà gã đầu bạc nghĩ là nó sẽ bị bể. Nó sẽ bị bể. Chúc anh em một buổi trưa chủ nhật thật là vui vẻ nhé. Cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem live gã đầu bạc. Cả nhà có muốn xem cái gì nữa thì nhắn tin lên đi. Rất nhiều những cây tùng khủng vừa mới về Việt Nam được 2 tháng mà bây giờ nó bắt đầu hồi rồi anh em, kinh điển luôn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Tiến Cường nhá, cảm ơn Lê Hiếu, chào Lê Hiếu, chào tất cả các anh em, chào Văn Cường, chào nhà vườn Bổn Nhung nhá, chào anh Quang, chào Nguyễn Thế Ngọc, chào Nguyễn Văn Quyết, chào Thiên Phúc Vương, chào Vũ Vượng. Cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em một buổi trưa chủ nhật vui vẻ. Anh em có muốn xem những cây dị nữa không? Nhiều cây dị lắm anh em. Cảm ơn anh Tư Bình nhá, từ Tân Bình nhá, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Kiều Quảng,
chú đây. Dạ. Ok cháu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you, cảm ơn Đức Minh. Một trong những cây tùng dị nhất của Việt Nam đã có gọi là tín hiệu sẽ ra đi. Nhưng mà kèo này thì gã Đô Bạc cũng chia sẻ với mọi người, chắc là nó cũng khả năng bể kèo rất chi là cao. Bởi vì cái người mà đang sở hữu cây này thì cái niềm đam mê về cây cảnh lại không có, người ta chỉ có tiền thôi. Nhưng đây là một trong những cây tùng quý ở Việt Nam anh em ạ, những cây tùng quý. Thế cho nên là cũng có thể. Rồi ok, đứng dậy like cho anh em xem chút. Ngồi ở chỗ nói chuyện với anh em nữa. Thấy nó không vui đúng không? Một ngày chủ nhật có mỗi một mình tôi. Một mình tôi với những cây tùng La Hán mà không biết nói gì hơn nữa. Không biết nói gì hơn luôn. Cảm ơn anh em. Cảm ơn Tiến Dương nha. Khu vực này nó rất nhiều những cái cây tùng đẳng cấp anh em. Rất nhiều những cây tùng đẳng cấp. Và cũng rất ít khi gã Đồ Bạc like ở trên TikTok. Bởi vì thường là trên Facebook. Đợt này TikTok nó đang có xu hướng đối với gã Đồ Bạc, cho nên là thường là like chỉ ở trên TikTok thôi. Các buổi livestream chia sẻ với anh em đây. Đây nó là một đôi, một cặp. Có thể là một cặp vì chiều cao của nó đều là 5 mét anh em. Có hai cây tùng cực dị luôn lu. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đang thả tim cho gã Đồ Bạc. Thì nó rất cân xứng với cây này. Nhưng cái cây này ấy, thì cái vấn đề là người đang có nhu cầu sở hữu thì người ta lại không phải là đam mê về cây lắm. Thế cho nên là cái kèo này có thể sẽ bị hủy. Dành cho những người mà đam mê như anh em chúng mình này. Đấy, để người ta cảm nhận được cái giá trị của cái cây. Bất cứ là cây gì, nó không cứ là cây tùng. Nhưng cái vẻ đẹp của nó đã lên đến đỉnh cao ấy, thì người sở hữu phải có tâm, phải có tầm. Đúng không anh em? Đấy, giao dịch với mấy ông về sao lại để cụ yếu đi, để cho cây nó yếu đi. Bao nhiêu năm tháng coi là các nghệ nhân tạo tác lên rồi cuối cùng về vứt nó vào một chỗ. Ngày tưới cho nó một tí, sau ngắm chả ngắm toàn thấy đi cũng không cần thiết. Bởi vì những tác phẩm để đời thì nó luôn luôn là những cái giá trị, cho nên là không quan trọng. Thực ra cái kèo này gã Đồ Bạc cũng rất đau đầu. Một người bán cây, một người buôn cây và một người kinh doanh về cây cảnh mà lại không muốn bán hàng thì thực sự là lạ anh em. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Gã Đồ Bạc đang có khách rồi, đang có khách bắt đầu đến để làm việc. Thì cũng xin phép anh em được xuống like tí nhé. Xin phép anh em được để gã Đồ Bạc được xuống like tí nữa, lại lên like với anh em chia sẻ về cái cây tùng đấy. Một trong những cây tùng đẹp nhất của Tokyo vào thời điểm này luôn nhé. Chia sẻ với anh em nữa. Ok, chúc cả nhà một buổi trưa thật là vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe bình an, kinh doanh cây cảnh ngày một phát triển. Cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem live của gã Đồ Bạc. Thank you very much.